đến với chúng tôi trong hành trình kết nối những trái tim. Hãy trải nghiệm để thấy mình trưởng thành hơn. Hãy hòa mình và cùng nhau vượt qua gian khổ, cùng sẻ chia với người dân trong vùng còn nhiều khó khăn vất vả. Hãy tìm một nửa đích thực của bạn và cùng nhau trở về. Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng, đón lấy nắng sớm chiều qua hàng cây buổi sáng. Buồn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta hồi hồi mãi ngày ngủ chi. Vâng, thưa quý vị, rất là vui chúng ta quay trở lại chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Và cái điều đặc biệt là tôi luôn hào hứng khi mà đến với chương trình của chúng ta. Ở số trước thì chúng ta cũng đã thấy là các bạn quay trở lại nước bạn anh em rồi, và đây là lần thứ hai xuất ngoại và được đến với một cái đám cưới có thể nói là cực kỳ ấn tượng. Thưa quý vị, không để mất thời gian của quý vị nữa, vâng, Chí Thiện, Xuân Bắc và Mai Phương sẵn sàng cùng với tất cả mọi người tiếp tục hành trình kết nối những trái tim. Xin mời. Đây là những hình ảnh và diễn tiến tình cảm của 7 người trên chuyến xe ở số trước. 7 thành viên đang trong những ngày hạnh phúc khi khám phá văn hóa phong tục của đất nước Triệu Voi. Masu, diễn giả, vẫn cùng chạy đua đến với trái tim Seri. Mọi chuyện sẽ diễn tiến thế nào? Chúng ta hãy cùng xem. Sau 2 ngày ở lại dự đám cưới tưng bừng của anh Bua Lê, hôm nay hành trình đã đến lúc phải rời đi. Đích đến của họ hôm nay là thủ đô Viên Chăn. Từ Savannakhet chỉ cần đi thêm 200 cây số nữa là đến Viên Chăn. Háo hức trộn rộn, chẳng ai nhớ đến chuyện hỏi đường, cũng chẳng hỏi chuyện ăn nghỉ tại Viên Chăn thế nào. Nhưng cô dâu và chú rể Bua Lê thì rất chu đáo. Thôi, vậy thì bây giờ tụi em lên đường anh nha. Dạ. Cảm ơn anh nhiều lắm luôn. Đã có sẵn địa chỉ một cô gái tên là Khăm Băng, bạn của Bua Lê, là sinh viên đang học tiếng Việt tại Viên Chăn. Chuyến xe tình yêu đưa 7 bạn trẻ lên đường. Đường từ Savannakhet lên Viên Chăn khá đẹp, nhưng hầu như rất ít gặp các phương tiện giao thông, chạy suốt trên những con đường nhựa thẳng tắp. Cả tiếng đồng hồ vẫn không gặp một bóng người. Hai bên đường hết những đồi núi, lại những thảo nguyên mênh mông. Ngắm phong cảnh chán, mọi người gà gật, nhưng mưa và bột thì không. Hình như khi yêu nhau, người ta tiếc thời gian đến từng giây. Nhắm mắt lại ngủ đi. Chưa. Nguy nha, thề đi. Rồi. Liếm tay thề đi. Không hi. Còn tối nói sao này? Đông chỉ rồi. Tội cho Si khi phải ngồi cạnh đôi chim cu ríu rít này. Vậy sao? Anh ngủ em ngủ. Buồn ngủ hả? Vậy mình thức không? Ok. Liếc nó ghê quá à. Không dám nói chuyện rồi. Mình tạm chia tay nhau đây nha. Tối tính. Trời, hai người mạnh mẽ lên tí đi, sao đã thôi rồi? Gì? Mạnh lên. Tối tính. À tối à? Ờ. Được thôi à? Ừ. Giờ nghỉ ngủ. À. Rời Savannakhet từ 9 giờ sáng đến khoảng 5 giờ chiều thì họ tới Viên Chăn. Đây là Viên Chăn, thủ đô nước Lào, một thành phố nhỏ yên bình nằm bên khuỷu sông Mekong với dân số khoảng 800.000 người. Viên Chăn còn có nghĩa là thành phố trăng trong tiếng Lào. Là thủ đô của một đất nước có tới 1.400 ngôi chùa, Viên Chăn vừa nổi tiếng với những ngôi chùa cổ kính, vừa tự hào với một đài khải hoàn môn Patuxay được xây dựng mô phỏng theo đài chiến thắng tại Paris với những nét kiến trúc phù điêu đặc thù Lào. Sang đến Lào, mỗi thành viên được cấp 70.000 kiếp một ngày. Còn giá cả ở Lào thì thế nào? Đây là nhật ký của cô bé Seri, người đảm nhận vai trò thủ quỹ ở thời điểm này. Số tiền chi tiêu mỗi ngày quá ít, chỉ 70.000 kiếp, mà tiền phòng thì đã 130.000 kiếp. Cũng may là buổi trưa đoàn nhịn ăn nên cũng dư chút đỉnh. Giá ăn bình quân một bữa là 15.000 kiếp rồi, bị hụt trăm trống luôn. Vừa về đến khách sạn, họ liền gọi cho chị Khăm Ban.
Alo, dạ có phải chị Kham Ban không ạ? Chị Kham Ban ơi. Alo, em nói tiếng Việt chị nghe được không ạ? Em nói tiếng Việt chị nghe được không? Alo. Dạ, chị nghe được không ạ? Em là bạn của anh Bun Lê. Khác với giới thiệu của Bun Lê, vốn tiếng Việt của chị Kham Ban có vẻ chưa được thạo. Hết diễn giả, giờ đến được một... Alo, chị Kham Ban không phải không ạ? Alo, có phải chị Kham Ban không hả chị? Alo, vâng, em chào chị ạ. Dạ. Vâng, em là bạn của anh Bun Lê ở Savannakhet chị. Alo. Nhưng có vẻ tình hình vẫn không mấy khả quan. Tín hiệu rồi. Chào chị. Chờ 10 phút ra. Nhưng lát sau thì Kham Ban đến. Đây là Kham Ban, cô sinh viên Lào đang theo học khoa tiếng Việt này còn rất trẻ, mới học được hơn 2 năm, nên vốn tiếng Việt của cô còn rất hạn chế. Có nghe được không hả chị? Là... Em học tiếng Việt, học tiếng Việt Bắc. Ở Bắc đúng không? Ở Bắc. Hà Nội. Rất may, Kham Ban đã tìm ra cách chữa cháy. Cô gọi điện để nhờ một người đến trợ giúp cho họ. Mình là Tuân, Lê Bá Tuân. Lê Bá Tuân. Là người Việt Nam. Là sinh viên Việt Nam học tiếng Lào ở đây. Thế là ở đây thì năm nay năm thứ 6. À, chắc là trong thời gian tụi em ở đây chắc là có lẽ sẽ nhờ anh giúp trình tụi em đi một vài nơi nào đó nếu như mà có thể. Và thế là buổi tối hôm đó, được Kham Ban và anh Tuấn hướng dẫn, cả đoàn cùng đi đến một nơi đặc biệt, chợ đồ nướng ăn đêm. Nằm giữa khu trung tâm thủ đô Viêng Chăn, đây là một khu chợ sầm uất với hàng trăm món ăn đậm sắc dân tộc Lào để phục vụ cho dân cư và du khách. Đa phần là các món chế biến từ sản vật địa phương như măng, cá sông Mekong. Người Lào có vẻ chuộng các món nướng. Ở đây món ăn chủ yếu là đồ nướng, từ món trứng nướng đến gà nướng, thịt nướng, đặc biệt là các món ruột cá nướng, các món nội tạng động vật đủ loại. Kèm đó là các loại rau củ quả, món nào cũng ngon và rẻ. Một xiên gà nướng giá chỉ 5.000 kiếp, nghĩa là khoảng hơn 10.000 đồng Việt Nam. Hôm nay mới thấy Masu rời Seri nửa bước, anh chàng thỏa sức khám phá hết món này đến món kia. Bánh chuối à? Bánh nào không? Cái này bánh chuối không anh hả? Này bánh chuối đúng không? Bánh không? Bánh bò. Bánh trứng. Bánh trứng đúng không? Con chưa mua. Bán con cá thì 2.000 đi. Nha. Dạ con cảm ơn. Đã hai người ăn thử nha. Nhưng Masu vẫn là Masu, một mình sục sạo khắp chợ. Rồi lúc sau chỗ để anh chàng quay về vẫn là đây. Không có chồng đỏ nha. Chưa thấy chồng á. Không có chồng. Không có chồng đỏ, hút chồng đỏ ra hết rồi. Sao hút được? Có đâm cái kia kim vô rồi đẩy chồng đỏ ra. Còn gà nướng Thái Lan thôi. Thôi ăn gái nữa thì ăn hết luôn. Chứng kiến những cảnh đó, mèo tròn chỉ im lặng. À. Nhưng đến lát sau thì... Món này em biết làm á. Nếu mà em làm được thì cho em miễn phí nha. Chỉ một câu nói đùa của Masu cũng trở thành cái cớ để cô cà khịa. Ai không biết làm món này? Ai không biết làm món này? Từ từ lên gà hàng. Không kể đôi chim cu bột và mưa lúc nào cũng ríu rít bên nhau. Không kể đến diễn giả vẫn vừa quan sát Masu, Seri vừa miệt mài ghi lại từng món ăn có bán trong chợ. Hôm nay người ta vẫn thấy có một người có cùng tâm trạng cô đơn như mèo. Vẫn vui vẻ nói cười, nhưng hình như người mới vẫn chưa thể hòa đồng cùng những người còn lại. Lần trước là mèo, giờ thì đến lượt Seri nhận ra điều đó. Cô gái nhạy cảm lập tức kéo Si nhập cuộc. Ủa vậy mới có đi tới Hà Nội không? Hả? Có đi tới Hà Nội không? Ủa sao em hỏi vậy? Em hỏi vậy, vậy đó Hà Nội em dẫn anh đi ăn em chút đi. Anh đi ăn đâu? Không, mà tại sao em nghĩ là anh có đi tới Hà Nội không là sao? Em hỏi. Chứ nếu anh không tới Hà Nội anh đi cái gì vậy? Nghe anh đi đây xong anh về, nghe đây cũng được vậy. À. Ừ.
Câu chuyện chỉ đơn giản có thế, nhưng cũng khiến Ma Su cảnh giác. Cũng có thể khi yêu, người ta sẽ có một giác quan đặc biệt. Nếu quả có điều ấy thì lần này có vẻ Ma Su đúng. Bởi từ sau phim Chợ Đêm ấy, cuộc đua giữa Ma Su và diễn giả đã có thêm một đối thủ mới. Cảnh cuối cùng là chúng ta thấy là Si chạy lên vượt đến trước, nhưng mà hình như đây là cố tình của người dựng phim thôi. Đúng rồi anh. Ừ, chứ còn thì series không dễ trao tình cảm của mình cho người khác vậy đâu. Mà series chỉ có kéo Si vào trong trong cuộc thôi. Để không Si không bị lạc lõng. Chúng ta cũng không thể bỏ qua Mèo Tròn. Thực ra tình yêu đã chớm nở. Và cô ấy đang kìm lòng mình lại. Và đây không phải bây giờ mà từ những ngày đầu tiên hai người này gặp nhau cơ. Đúng. Thì Mèo Tròn đã có tình cảm với Ma Su rồi. Nhưng mà tôi thấy cũng Mèo Tròn cũng cần phải xem lại. Nếu như Mèo Tròn là em và chơi với tôi thì tôi bảo là vô duyên. Vì sao? Bởi vì đã thích cái thằng cu đấy rồi. Thằng cu đấy đã thích con bé kia rồi mà lại cứ ngon men đi cùng làm gì cho nó đau khổ. Không có được, em nói thiệt với anh là khi mà mình đã thích một người tự nhiên nó có liên quan đến là mình cứ phải muốn đi gần để xem người đó đang làm cái gì. Rồi, xin lỗi các bạn, thông qua các bạn tôi mới hiểu là tôi chưa có kinh nghiệm về tình yêu. Như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, sau một thời gian luôn là cái bóng trên chuyến xe, chàng Si làm người ta ngạc nhiên về sự thay đổi. Đầu tiên anh chàng đề nghị một cuộc họp giữa bốn chàng trai để cùng nhau góp ý cải thiện mối quan hệ. Nhưng câu chuyện cũng rất thẳng thắn. Mà nói chung là thằng mới là cũ, nói chung là tâm lệnh nha. Nếu mà có việc gì đó thì nói thẳng luôn với nhau. Đúng rồi. Anh em có giờ nói thẳng với nhau. Với lại là thấy anh Si khi mới lên ít nói, nhưng mà dần dần bắt đầu anh cởi mở thì rõ ràng tụi em đang cũng rất là bắt đầu mến anh, bởi vì cái sự mà nhiệt tình và thoải mái của anh. Cho nên là em nghĩ rằng là cứ an tâm sống với nhau, chúng ta sẽ còn nhiều điều thú vị trong chiếc hành trình này. Mình còn đi với nhau cả hành trình. Rồi, thì đi anh ha. Giải quyết xong mọi chuyện với các chàng trai, anh chàng bắt đầu chiến dịch với các cô gái. Đi. Ra ngoài xuống đi. Chịu khó nha, chịu khó nha. Có ai đưa cho đúng nha, để đúng xong. Anh có mấy món quà anh chuẩn bị từ nhà, nhưng mà vì mấy ngày qua anh chưa quen. Anh chưa có quen với hành trình, cho nên anh chưa có nhớ tới quà. Hôm nay anh quen rồi cho nên anh có quà tặng cho tụi em. Có mong ai, rằng ai là phải màu nào không anh? Nghi ra. Anh cũng không nhớ trong này có mày gì. Có phân biệt đó sự màu này nữa. Có giống nhau hết không? Là giống khác. Anh cũng không có nhớ nữa. Dạ. Cái này là vậy là mua không có tâm rồi. Mua không có tâm rồi. Ok rồi. Mua cho có rồi. Mong rằng sau này khi rời hành trình rồi á, mình sẽ có những kỷ niệm. Coi như là cái này là quà kỷ niệm. Dạ, có cái món quà này. Cảm ơn anh. Tặng em nha. Dạ, đổi ơn anh. Đừng tháo. Thì cũng số bông của ba đúng không? Không phải. Rồi, cảm ơn anh. Vậy là lấy bông anh. Quà này xài không có hết được. Sao số bông của ba anh tặng là kỷ niệm mà. Đúng không? Đúng không? Thôi anh về nha. Si vừa rời khỏi phòng, đến lượt diễn giả lập tức chiếm trận địa. Hôm nay anh chàng có một bài mới khá độc đáo. Đó là Nhờ series Đơm Khuy Áo. Hồi sáng biết vậy nhờ em đơm luôn. Trời. Hả? À quên, nó sốt dọc đường. Anh thở quá luôn. Anh đâu muốn vậy đâu em. Vậy là anh lên ký thì đau muốn em nghe hóp bụng nhiều. Đột nhiên, kẻ phá đám diễn giả một lần nữa lại xuất hiện. Má Su bị đau bụng. Sao hàng mình đang ăn mượn. Nó mất tính tiền siêu thị. Mấy siêu thị. Anh đem đồ này. Hôm nay lộn thứ. Xe nồ hả? Cái gì? Vào, số gì cũng hỏi dầu thơm đúng không? Chanel. Đấy, cái cọ gió không? Chanel. Trời. Cái gì muốn kêu quá vậy? Cọ gió phụng quá. Cái bộ kề thường nó xa lá tùm lum đó. Để chút anh qua anh cạo. Lo chết rồi. Không có người. Hay, các bạn có thấy không? Bắt đầu là Si khi mà thể hiện thì rõ ràng là đang dần đang
rõ dần cái chất của cậu ấy. Lúc đầu hóa ra không phải cậu ấy e thẹn, rụt rè mà cậu ấy nghiên cứu.